Các em hãy chuẩn bị một số đồ dùng học tập quen thuộc sau đây nhé. Bảng con, phấn, đồ lau bảng, vở ô ly và bút chì. Các em đừng quên gọt nhọn bút chì để nét viết được đẹp hơn nhé. Để bắt đầu bài học hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Chỉ một lát nữa thôi, trên màn hình sẽ xuất hiện 3 con vật. Chúng rất thích chơi trốn tìm đấy, nên biến mất rất nhanh. Trước khi chúng biến mất, các em hãy gọi tên 3 con vật này nhé. Nào, các em đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Em biết rồi ạ. Thưa cô, em thấy có con cua, con cò và cả con công nữa. Rất giỏi, các em đã đoán đúng rồi đấy. Hãy nghe cô đọc một lần nhé. Cua, cò, công. Có em nào biết tên của các con vật này có điểm nào chung không nhỉ? Thưa cô, tên những con vật này đều bắt đầu bằng âm cờ ạ. À, em quan sát rất tốt đấy. Tên của cả ba con vật này đều bắt đầu bằng âm cờ. Bây giờ, chúng mình cùng tiếp tục với trò chơi vừa nãy nhé. Các em hãy đọc thật to tên của các con vật hiện ra trên màn hình nào. Thưa cô, em thấy có con cá, con gà và con ba ba ạ. Có vẻ trò chơi này không làm khó các em phải không? Các em rất giỏi đấy. Các em hãy lắng nghe cô đọc lại tên ba con vật này một lần nữa nhé. Cá, gà, ba ba. Cá, gà, ba ba. Thưa cô, tên những con vật này đều có âm A. Wow, rất tốt. Các em phát hiện đúng rồi đấy. Tên của cả ba con vật này đều có chứa âm A. Các em ơi, vừa rồi chúng mình đã vừa làm quen với một số con vật đúng không? Bây giờ hãy cùng cô đi chọn một số loại quả nhé. Lưu ý, tên của những loại quả này đều bắt đầu bằng âm bờ. Quả bí, quả bưởi, quả bơ. Đúng rồi, tên của cả ba loại quả này đều bắt đầu bằng âm bờ đấy. Bí, bưởi, bơ. Bơ, 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 bơ. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu với các em tên của các nét cơ bản trong tiếng Việt. Các em hãy cùng quan sát nhé. Nét sổ thẳng hay còn gọi là nét thẳng.
Đây là nét ngang. Nét xiên phải. Nét xiên trái. Nét móc xuôi. Nét móc ngược. Còn đây là nét móc hai đầu. Nét khuyết trên. Nét khuyết dưới. Nét thắt. Nét thắt giữa. Còn đây là nét cong hở phải, hay còn gọi là nét cong trái. Đây là nét cong hở trái, hay còn gọi là nét cong phải. Còn đây là nét cong tròn khép kín, hay còn gọi là nét cong kín.